Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tin Công Giáo. Mời các bạn đăng ký, like và share để cập nhật những tin mới nhất của kênh. Thời gian gần đây, lạm dụng việc Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà, có một nhóm người lừa đảo, cả nam lẫn nữ, đã tạo email giả, mạo danh cha tổng đại diện Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên góp của nhiều người. Về vấn đề này, văn phòng tòa tổng giám mục xin xác nhận. Trong việc đóng góp cho quỹ trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà, ngoài thư kêu gọi của Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, cha tổng đại diện không hề gửi thư hay email cho bất cứ ai để xin giúp đỡ. Ngoài ra, có một phụ nữ trong nhóm lừa đảo này tự xưng là người thay mặt cha tổng đại diện để nhận tiền của các giáo phận hay các ân nhân. Cha xác nhận không ủy quyền cho ai đại diện ngài thực hiện việc này. Đây là việc làm của nhóm người lừa đảo nói trên. Xin quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân vui lòng cảnh giác để không tiếp tay hay bị thiệt hại do những người lừa đảo.